xin kính chào quý vị các bạn. Như vậy là trong phân khúc hạng A giá rẻ tại Việt Nam xuất hiện thêm một đối thủ mới, đây chính là VinFast Fadin. Và chiếc xe đứng cạnh tôi đây đang có mặt tại Chevrolet ở địa chỉ 68 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội. Có một điểm đáng nói về chiếc Chevrolet này, đây chính là phiên bản thương mại và đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng Fadin tại Việt Nam. Phiên bản thương mại này sẽ là phiên bản mà đến tay khách hàng, chính thức đến tay khách hàng các bạn nhé, giao tới tay của khách hàng đã đặt trước. Và thời hạn giao của chiếc VinFast Fadin này sẽ bắt đầu kể từ ngay tháng 6 tới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi chút về chiếc VinFast Fadin phiên bản thương mại này. Nó có khác gì so với những cái hình ảnh thực tế trước đây mà đã lộ diện khi mà VinFast giới thiệu mẫu Fadin này? Thứ nhất là về phần đầu xe. Cái điểm ấn tượng đầu tiên các bạn có thể quan sát thấy, đây chính là cái phần logo cách điệu VF tượng trưng cho VinFast. Cái logo này thì được sử dụng cái chất liệu chrome sáng bóng. Cái mặt lưới tản nhiệt này được làm gì đó giống như là những cái gợn sóng của thác nước. Và đây chính là cái lý do mà VinFast nó đã cách điệu hoàn toàn từ cái mẫu xe tiền thân, đó chính là cái Chevrolet Spark. Ở phần cụm đèn này chúng ta cũng có một số cái sự thay đổi. Thứ nhất là cái đèn LED ban ngày. Tuy nhiên thì hơi đáng tiếc một chút, mặc dù là phiên bản cao cấp nhất của dòng Fadin, tuy nhiên thì mẫu xe này vẫn chỉ đang sử dụng đèn halogen phản xạ đa hướng. Nếu mà chỉn chu hơn một chút, vị trí này chúng ta có một cái đèn bi halogen thì có lẽ là mọi sự sẽ ấn tượng hơn. Tiếp nối luôn về phần đầu xe thì tôi cũng xin phép giới thiệu qua chút về cái động cơ của mẫu Fadin này. Xe hạng A giá rẻ tại Việt Nam, tính cho đến thời điểm hiện tại thì VinFast Fadin là chiếc xe duy nhất sử dụng động cơ 1.4 lít. Trong khi đó các đối thủ còn lại như Hyundai i10, Kia Morning đều sử dụng động cơ là 1.2 lít. Đây có thể coi là một cái sự vượt trội về động cơ của VinFast so với các đối thủ còn lại. Một điểm đáng nói nữa về cái hộp số. Chiếc Fadin này cũng đang được sử dụng hộp số tự động vô cấp. Đây là một điểm cải thiện khá đáng kể. Trong khi đó thì Kia Morning này, Hyundai i10, thậm chí cả Toyota Wigo cũng đều sử dụng hộp số tự động 4 cấp mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi một chút vòng quanh về phần thân xe. Thân xe thì bộ la răng này cũng là một nét khá là khác biệt của VinFast Fadin so với các đối thủ còn lại khi nó được sử dụng la răng 15 inch, trong khi tất cả các đối thủ còn lại khác trên thị trường thì đều chỉ có la răng 14 inch thôi. Gương chiếu hậu cùng màu thân xe tích hợp xi nhan LED. Và chiếc gương chiếu hậu này là loại gương chỉnh điện, cụp điện. Lui một chút xuống dưới này thì các bạn thấy đây là phần tay nắm cửa này. Theo cảm giác cá nhân của tôi thì cái tay cửa này rất là chắc chắn. Tay nắm cửa phía trước thì vẫn giữ nguyên như vậy. Và các bạn lưu ý là chiếc tay nắm cửa này nó vẫn chỉ sử dụng cái chìa khóa dạng cơ, do đó chúng ta sẽ không có cái nút bấm mở cửa thông minh ở đây. Lát nữa chúng ta sẽ xem kỹ hơn về cái chìa khóa của chiếc VinFast Fadin này. Lui xuống phía dưới này, các bạn có thấy không ạ? Trước đây thì chiếc VinFast Fadin này thực ra nguyên mẫu của nó chính là chiếc Chevrolet Spark thôi. Và trước đây thì Spark có sử dụng cái tay nắm cửa tại cái vị trí cũ của tay tôi để tạo cho cái xe có cảm giác giống như một mẫu couple hai cửa. Tuy nhiên thì VinFast Fadin đã thay đổi và chuyển hệ thống tay nắm cửa xuống phía sau này. Cửa đóng rất chắc chắn các bạn nhé. Phần thân xe thì các bạn lưu ý này, VinFast Fadin này có tới hai cái đường gân dập nổi hơi khác một chút. Ở đây chúng ta sẽ tạo cho xe có một cái cảm giác cứng cáp hơn. Tổng thể như các bạn quan sát thấy rồi, cái chiều dài rộng cao của chiếc Fadin này theo thông số thì tôi được biết là nó sẽ nhỏ hơn Hyundai i10, tuy nhiên là sẽ lớn hơn hầu hết các mẫu xe còn lại như là Wigo hay là Kia Morning. Chúng ta lui một chút xuống phía dưới phần đèn này. Ở phần cụm đèn hậu này, cái này này vẫn giữ nguyên từ thế hệ cũ và nhìn có cái gì đó nó hơi không được đẹp cho lắm. Phần cụm đèn hậu các bạn thấy này, đây là đèn LED và phiên bản cao cấp nhất này sẽ sử dụng giải đèn LED, trong khi các phiên bản còn lại, phiên bản thấp hơn ấy, bản tiêu chuẩn thì chỉ có đèn halogen thôi. Logo chữ V cách điệu. Và đây như các bạn thấy này, ở vị trí này, bản cao cấp nhất chúng ta sẽ có sẵn cả camera lùi. Đó.
nói một chút về cái cảm biến hỗ trợ đỗ xe của VinFast Fadin. Nó cũng có cái gì đấy nó hơi khác các đối thủ còn lại. Khi mà các đối thủ khác chúng ta sẽ có, ví dụ như là Kia Morning hay Hyundai i10, chúng ta sẽ có 4 cái vị trí cảm biến này, 1, 2, 3, 4 chẳng hạn. Trong khi đó Wigo chúng ta chỉ có 2 cái cảm biến sau thôi. Nhưng mà VinFast Fadin thì chúng ta lại có 3 cảm biến, 2 cảm biến góc và 1 cảm biến lùi. Không rõ là với cái một cảm biến lùi thì cái tầm quan sát, cái tầm kích hoạt cảm biến sau 1,5m nó có đủ bao cát toàn bộ cái vị trí phía sau hay không. Thì cái đấy chắc là chúng ta phải thử khi mà chúng ta đỗ xe. Tôi mở cái cốp ra một chút. Cốp mở cơ, tuy nhiên thì cũng có trợ lực. Cốp thì cũng nhỏ thôi. Nhưng mà có một cái được, đó chính là cái đèn hỗ trợ ở cái khoang hành lý này thì VinFast Fadin cũng đã được trang bị rồi. Dễ hơn là chúng ta lấy đồ. Dưới này chắc là kích lốp dự phòng, dụng cụ sửa chữa thôi. Xem một chút nào. Rồi. Cốp thì cũng nhỏ, xe hạng A thì không thể đòi hỏi quá nhiều được. Rồi tổng thể của VinFast Fadin về thiết kế ngoại thất thì nhìn chung là nó có một cái nét cứng cáp hơn so với các đối thủ còn lại. Tuy nhiên thì nó cũng mang rất nhiều cái nét thiết kế từ người tiền nhiệm, đó chính là Chevrolet Spark. Còn bây giờ nội thất như thế nào ấy thì chúng ta sẽ vào trong xe để cho các bạn quan sát qua một chút về nội thất của chiếc xe. Đây là khoang cabin và như các bạn thấy là ở vị trí ghế ngồi này này. Tư thế thì rất là thoải mái, ghế êm và khá là ôm lưng. VinFast Fadin này thì cũng gọi là trong chuốt hơn Wigo một chút, đó là cái phần tựa lưng này rất là dày, ghế thì vẫn chỉnh cơ thôi, 6 hướng. Và ở phía bên trái tôi thì chúng ta sẽ có toàn bộ các bảng điều khiển liên quan đến khóa cửa trung tâm, lên xuống kính, điều chỉnh gương điện. Và các bạn lưu ý gương này chúng ta sẽ có sẵn cái chức năng cụp điện nhá, tuy nhiên thì không phải cụp điện tự động đâu, cái này vẫn phải bấm nút đây, bấm nút này xoay thì nó mới cụp, bấm chìa khóa nó không cụp đâu. Lui một chút vào trong này. Ở phần bên trong này này thì các bạn thấy này, toàn bộ hệ thống điều chỉnh đèn sẽ ở đây. Điều chỉnh cái độ sáng của màn hình hiển thị và điều chỉnh cả cái góc lái của đèn, cái góc mở của đèn pha nữa. Đây là ký hiệu của VSC cân bằng điện tử, chứng tỏ chiếc xe này đã có cân bằng điện tử. Như vậy là tính đến thời điểm hiện tại thì trừ Toyota Wigo không có cân bằng điện tử, còn hầu hết các đối thủ phân khúc A chúng ta đều có cái cân bằng điện tử hết rồi. Như thường lệ thôi, bên này chúng ta có một số cái phím menu. Tay lái thì bọc da khá là êm, chất liệu thì tôi thấy là nó tương đồng về chất lượng đối với cái ghế. Logo chữ V. À, có một điều cần nói về cái logo này một chút. Hôm trước thì phiên bản VinFast Fadin, phiên bản giới thiệu đó các bạn, cái phần logo này ở phần ngoài này chúng ta sẽ được bao bằng một cái chrome mạ bạc rất là sáng. Nhưng mà đến phiên bản thương mại thì cái này đã được bỏ đi. Có cái gì đấy hơi sai sai. Phần bên này chúng ta sẽ có các nút chức năng điều khiển, ra lệnh giọng nói, SCR thì thật ra nó chỉ là cái nút chrome quận thôi để điều chỉnh. Các bạn thấy này, cái khoang cabin này, toàn bộ các chi tiết này tất cả đều bằng nhựa hết thôi. Nhựa. À đây rồi, túi khí rồi, tí nữa kiểm tra đủ xem có mấy túi khí nhá. Vẫn như thường lệ giữ lại cái khay này, khá là tiện dụng cho cái tài xế, à cho hành khách. Ở đây chúng ta có thể để được đồ, điện thoại, ví tiền. Bảng điều khiển trung tâm này, chúng ta sẽ có một cái màn hình DVD 7 inch. Tuy nhiên thì cái màn hình này thật sự là tôi vẫn thấy nó có rất nhiều nét của Chevrolet Spark trước đây. Và đặc biệt này, mặc dù là chiếc xe của Việt Nam, tuy nhiên thì ngay cái hệ thống màn hình các bạn thấy phần language này không có tiếng Việt, khá là khó hiểu. Các bạn thấy này, toàn bộ phần language mặc dù là xe Việt cho người Việt và được sản xuất bởi một thương hiệu Việt nhưng mà lại không có tiếng Việt. Vậy thì cái này chúng ta sẽ chờ VinFast trả lời ở trong cái phần nâng cấp. Cái này có lẽ chỉ cần nâng cấp phần mềm thôi là có thể thay đổi được. Tuy nhiên thì chỉnh chu hơn chút nữa chắc là sẽ ok hơn. Dưới này các nút điều khiển đơn giản thôi. À, xin lỗi các bạn, có một phần cần nói về cái màn hình này. Ở phần màn hình này, ngoài cái việc điều khiển giống như những cái màn hình đơn thuần trên các mẫu xe khác, cũng có dẫn đường các kiểu, nghe nhạc, DVD, các cổng kết nối. Chúng ta còn có một phần rất hay nữa, đó chính là app này các bạn sẽ có Android Auto, Apple CarPlay. Đó là hai cái mới mà không phải là cái màn hình nào cũng có đâu. Rồi, ok chưa? Ở phần V2 này mới là cái hay này. Các bạn chỉnh sửa được toàn bộ các hệ thống liên quan đến cái cơ cấu hoạt động của xe.
Và cái màn hình này thì nó sẽ điều chỉnh được tất cả, giống như chiếc Toyota Camry 2.5Q phiên bản trước đây ấy. Tức là chúng ta thiết lập toàn bộ trên màn hình luôn mà không cần phải cắm máy chuẩn đoán. Đây là một điểm rất hay, tuy nhiên có tiếng Việt thì chắc mọi thứ sẽ ok hơn. Lùi xuống phía dưới này một chút này, các bạn quan sát thấy ở dưới này cửa gió điều hòa này, phần điều hòa và các phím điều chỉnh. Có một chút cần nói về cái điều hòa này, tôi nhận thấy một điều rất lạ đấy là cái điều hòa này này, thậm chí là nó còn hạ được dưới 15 độ luôn, thì không hiểu đây là một sự đột phá hay là như thế nào, thì chúng ta sẽ biết kết quả sau vài ngày nữa, vì đây là dưới 15 độ luôn đó. Hộp số, cần số thì chắc chắn, nhưng mà cái mặt cần số này không được đẹp lắm. Và đây là loại hộp số tự động vô cấp, khá là tiên tiến, êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và phanh tay dạng cơ. Đó là về những cái tiện nghi đơn giản thôi, nhưng mà với giá này và chất lượng như này thì cũng khá là ổn. Tôi xin phép nói một chút về cái tính năng an toàn của mẫu xe này. Phiên bản cao cấp nhất này các bạn sẽ có tới 6 túi khí ở quanh xe, trong khi phiên bản tiêu chuẩn thì chúng ta chỉ có 2 túi khí thôi. Có nghĩa là ở cái phân khúc hạng A này thì chỉ có duy nhất Fadin có thể làm được điều đấy, tức là 6 túi khí quanh xe. Các tính năng khác ví dụ như phanh ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, xe cũng được trang bị đầy đủ. Cảm biến lùi và camera lùi cũng có. Có một chút ít cần nói, đó là giá bán của chiếc VinFast này thì với phiên bản tiêu chuẩn các bạn sẽ có giá bán là 394 triệu. Trong khi đó thì cái phiên bản cao cấp hơn, tức là phiên bản này này, chúng ta sẽ có giá bán rất là cao, 471 triệu, tức là ngang bằng những chiếc sedan hạng B giống như là Hyundai Accent hay là Mitsubishi Attack. Nhưng mà có điều đáng nói này, 471 triệu nhưng mà thật sự như thế này thì chắc là cũng không được yêu thương cho lắm. Chìa khóa cơ mặc dù là chắc chắn đấy, hợp kim cắt các kiểu, nhưng mà thôi dừng lại đây thôi. Đấy, về cơ bản thì cảm nhận ban đầu của tôi là Fadin, hồn Việt, chất GM. Thế nhưng mà chất lượng thế nào thì chắc là các bạn sẽ phải tự đánh giá sau này. Mọi thông tin chi tiết về chiếc xe thì các bạn có thể liên hệ với anh Sơn, trưởng phòng kinh doanh tại đại lý Chevrolet Thăng Long để có giá tốt nhất cũng như là giao xe sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những cái video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.